nỗi ám ảnh viêm nang lông của chị em sẽ biến mất chỉ với một trong bốn cách vô cùng đơn giản dưới đây. 1. Trị viêm nang lông bằng muối. Công dụng của muối trong điều trị chứng bệnh này đó là diệt vi khuẩn bám ở trên da, kháng khuẩn cho những chỗ bị viêm. Tắm rửa bằng nước muối cho những chỗ bị viêm nang lông còn giúp loại bỏ tế bào chết đã nhờn tích tụ trong lỗ chân lông và thúc đẩy mạch máu ở dưới da hoạt động tốt hơn. Cách rửa da chữa viêm nang lông bằng nước muối: chuẩn bị một cốc nước ấm, thêm vào đó một thìa muối biển khuấy tan. Tiếp đến lấy vải sạch hoặc bông gòn, thấm lấy nước rồi bôi đều lên da, ngày làm 2 lần, cứ mỗi ngày các bạn sẽ thấy đầu mụn bị viêm sẽ xe lại rồi biến mất. 2. Cách chữa viêm nang lông bằng bột baking soda. Loại bột này đúng là người bạn tốt của mọi phụ nữ, chúng góp mặt trong rất nhiều các loại món ăn ngon, lại là nguyên liệu làm đẹp, khử mùi hôi của cơ thể hiệu quả, nay chúng lại còn giúp trị bệnh nữa. Với đặc tính kháng khuẩn lại rất dịu nhẹ với làn da nên baking soda là lựa chọn rất tốt để trị viêm nang lông. Bột này có tác dụng giảm mọc lông ngược và xoa dịu cơn ngứa da, tiêu mẩn đỏ. Cách dùng: lấy nước sạch một cốc, pha vào một thìa baking soda, rồi dùng khăn thấm dung dịch bôi lên da. Sau khoảng 5 phút thì rửa sạch lại, hoặc bạn có thể pha thêm bột yến mạch vào, khi đó hỗn hợp sẽ đặc hơn và có độ dính, bôi chúng lên da và cuối cùng là gỡ sau 5 phút. 3. Dùng dầu dừa khắc phục bệnh viêm nang lông. Dầu dừa không chỉ là làm mềm mượt mà còn giúp cho kháng khuẩn, làm sạch da, nuôi dưỡng da chắc khỏe, chống lại các tác nhân viêm nhiễm tốt hơn. Nhưng hiệu quả tốt nhất nếu bạn sử dụng dầu dừa đó chính là bạn nên sử dụng dầu dừa nguyên chất. Các chất pha chế thêm ở trong dầu dừa có bán ngoài thị trường có thể khiến vùng da bị viêm nhiễm trùng hoặc nặng hơn. Thực hiện: vệ sinh sạch sẽ những chỗ viêm nang lông, bôi dầu dừa lên da, dùng bàn tay thoa nhẹ nhàng để chúng bám vào da tốt hơn. Bạn nên thực hiện vào buổi tối để dầu dừa qua sáng mai luôn. Yên tâm là sau vài phút, cảm giác nhờn và rít trên da sẽ biến mất. 4. Trị viêm nang lông bằng chanh tươi. Chanh có tính axit tự nhiên và giúp tiêu diệt vi khuẩn cực kỳ hiệu quả. Thêm vào đó, thành phần vitamin dồi dào sẽ giúp nuôi dưỡng và phục hồi cho làn da. Mẹo chữa bệnh này rất tiết kiệm nữa, ai cũng làm được. Áp dụng: hãy vắt lấy nước cốt chanh, bạn nên pha thêm dầu dừa để tăng hiệu quả điều trị. Bước 1. Rửa sơ vùng da bằng nước ấm, rồi tận dụng vỏ chanh trà sát lên da trong khoảng 5 phút rồi rửa sạch. Tiếp đó bôi hỗn hợp dầu dừa và cốt chanh lên.